Siêu 110 E109 đầu 14 full máy 120 hải quan chính ngạch. 110 E109 mà mình dọn full 99 luôn nha các bạn. Là 110 E109 full máy 120 hai quan chính ngạch, mình dọn xì bo 99. 110 E109 thì thường thường hay gọi là 111 càng á các bạn, nhưng mà tại thời điểm hiện tại 2021 này thì mình thấy là trên thực tế là giá bán của anh em lái giao mình hay là giá bán ngoài thị trường nó như nhau hết trơn rồi, tại vì đã tất cả hai thì tại thời điểm hiện tại đều có vô dịch vụ hết, thì cái này là tình hình chung rồi các bạn. Với lại cái tại thời điểm hiện tại thì ít người còn phân biệt cái này lắm, nhưng mà trên thực tế thì nó, cái giá trị nó vẫn rẻ hơn 5-10 triệu. Có nghĩa là khi mình thu mua bán giao dịch đó, thì một càng nó vẫn rẻ hơn 2 càng 5-10 triệu thôi, chứ nó không có nhiều. Còn nếu mà 111 càng mà đồ ghim trên xe nhiều hơn thì nó vẫn giá nó vẫn cao hơn xe kia như thường. Rồi xin nhắc lại nha, 110 hải quan chính ngạch đầu 14 full máy 120, dọn nguyên con Siro 99 sạch đẹp, máy ngon từ trong ra ngoài, anh em về là bữa thôi. Con này cũng máy gấu lắm mà. Rồi nẹt ra cho anh em nghe cái nha. Còn bên mình là luôn luôn có bao thay, màu áo, bánh căm, bánh mâm miễn phí nha các bạn. Miễn giá trị tương xứng là cửa hàng sẽ thay cho các bạn, không có tính tiền. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip nha.